Quý vị các bạn ghé thăm website muabandatdonganh.net. Chúng ta đang cùng được nhìn thấy hình ảnh của lô đất có diện tích là 70 m², mặt tiền tính từ mép cổng, trải dài khoảng 7 m, chính xác hơn thì khoảng 7 m 2. Độ sâu thì của mảnh đất thì quý vị các bạn có thể nhìn thấy màn hình rất là ngắn, khoảng 9,8 m. Mảnh đất thì hiện trạng đang là để không và là sân của một nhà cấp 4. Hiện tại thì mảnh đất được gia chủ chào bán với mức giá là 24 triệu đồng với một đường ngõ khoảng 3,3 m, đường ô tô này ô tô 7 chỗ có thể vào được ạ. Từ vị trí của lô đất mà ra đến trục đường trục chính của thôn Vĩnh Thanh, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, trục lối từ D ra đường công viên. Trục chính thì có bề rộng khoảng 7,5 m. Trục chính ở ngay sau trước xe máy màu đen trên màn hình của quý vị các bạn đấy ạ. Thì mất khoảng một nhà, tức là khoảng 20 m. Như vậy thì với một ai đó có nhu cầu mua mảnh đất có thể chia đôi được, thì đây là một sự lựa chọn rất là hợp lý. Xung quanh, quang cảnh xung quanh thì cũng chỉ là những vườn thôi, những cái vườn thôi, những ngôi nhà cao tầng mới được xây dựng lên, mới được xây dựng lên. Như vậy là những ai muốn mua một suất đơn lẻ hoặc là hai suất để chia đôi thì đây là một sự lựa chọn và tham khảo rất là hữu ích cho quý vị các bạn. Nếu quý vị các bạn cảm thấy đó là một cái sự lựa chọn hợp lý thì quý vị các bạn hãy gọi điện thoại cho chúng tôi, hoặc đơn giản là quý vị các bạn quan tâm đến những cái lô đất chia đôi hoặc là những nhu cầu về bất động sản ở bên Đông Anh, hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi. Chúng tôi chuyên quảng cáo, chúng tôi chuyên tư vấn, chúng tôi chuyên làm về dịch vụ pháp lý như là chia tách sổ đỏ này, phân chia thừa kế, làm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho có thời hạn 25, 55, chạy chuyển đổi ở trên địa bàn huyện Đông Anh, dịch vụ đo đạc khảo sát, dịch vụ xây dựng. Chúng tôi cũng có rất là nhiều cửa hàng vật liệu xây dựng. Đảm bảo quý vị các bạn nếu mà ghé thăm website và ghé thăm công ty chúng tôi thì có sẽ có được những sản phẩm và những dịch vụ rẻ hơn thị trường đến 10 đến 15% đấy ạ. Cảm ơn quý vị các bạn đã ghé thăm website muabandatdonganh.net của chúng tôi.